Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc cho các bệnh nhân đang mắc bệnh Covid, đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vì đã được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Hưng và cô Vicky gửi tặng 100 phần mùng mền chiếu gói đến cho các bệnh nhân đang điều trị. Thì đây là một cái món quà rất là ấm áp dành tặng đến cho bà con luôn cô chú ơi. Hiện tại thì con đang có mặt ở nhà của chị Chi là chỗ mà mai mùng mền chiếu gói để gửi tặng cho bà con đó. Thì xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng vào trong nha. Dạ. Dạ. Chào chị Chi. Rồi, chị Chi đã chuẩn bị đầy đủ hết cái phần mùng mền chiếu gói mà hôm trước em đã đặt cho chị Chi chưa? Rồi, đủ hết rồi ha. Em xin phép đi qua đây cái nha chị. Rồi. Dạ, thì hôm trước là em có báo với chị Chi là em sẽ đặt 100 cái gói, 100 cái mùng, 100 chiếc chiếu và 100 cái mền, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, thì trước mắt là cái này là phần gói hả chị? Gói. Dạ, mình ngồi xuống đi chị Chi. Cứ tự nhiên đi. Dạ, gói này là chị Chi tự may nhà luôn hả chị Chi? Ờ. Hay. Chất liệu đồ an toàn lắm, không có làm gì, giặt mai xong rồi giặt xả thơm rồi đàng hoàng. Mai xong là chị Chi giặt lại luôn hả chị Chi? Xả thơm là vệ sinh an toàn lắm. À, là toàn bộ cái này là mình đều làm ở nhà hết luôn, tự tay mình làm luôn. Dạ, thì em được biết là mình mai xong thì nó sẽ có nhiều bụi á, đúng không? Lắm. Đúng rồi, tại vì kho giải lúc nào nó cũng bụi nhiều, cắt tả cắt các thứ cho nên đó. Mà ví dụ người ta bệnh này hô hấp nữa. Mình thấy để như người ta đó nằm liền thì sợ mất công ảnh hưởng thôi, giặt lại vệ sinh lại cho nó an toàn. Dạ, đúng rồi, tại vì những bệnh nhân mắc bệnh Covid thì bị về đường hô hấp rất là nhiều. Mà mình tặng rồi mà nó bị bụi nhiều quá đó thì ảnh hưởng đến mọi người. Và chị Chi đã rất là chu đáo luôn. Chị Chi giặt sạch hết toàn bộ luôn các bạn ơi, rất là thơm luôn. Ở bên trong nè, cái gói nè. Đây, im và mịn lắm luôn á, gửi tặng đến bà con, mềm ơi là mềm luôn. Giá một cái gói như vậy thì có giá là bao nhiêu tiền vậy chị Chi? Cái hoàn thành cái gói này luôn là giá một cái có 15.000. 15.000 đồng một cái, một cặp về thì 30.000. Dạ, mỗi người là sẽ nhận được một cái. Ngoài ra thì em có kêu chị Chi làm mai thêm cái phần, cái này là mền đúng không chị? Dạ. Mền này màu sắc quá. Chắc là mọi người thích lắm đây. Thật sự những cái thứ này rất là cần thiết cho mọi người trong mùa dịch luôn. Hai lớp. À đây cái mền hai lớp. Mền này chị Chi đo mày ngang với mày dài nhiêu? 2 mét mới rưỡi. Đây. 1m4 nên chị cái cỡ cái cổ nó hẹp á. Dạ. Im quá chị ha. Rồi hai lớp luôn. Để đảm bảo nằm ví dụ mình có hít thở nó không có lông bụi bặm bám vô. Dạ. Tại vì cái loại vải này mua cũng lựa. Dạ. Thì nói chung người ta bệnh này là bệnh hô hấp thôi mà, cho nên vải nó không có gơi gớt mà cái lông tơ sù sù á. Dạ. Giá một cái mền gì chị Chi mai là bao nhiêu tiền vậy chị? Một cái 60.000. Một cái là 60.000, vẫn là giá cũ chị ha. Dạ. Xong thì cũng vệ sinh an toàn, giặt sạch sẽ. Dạ. Dạ, chắc là mọi người sẽ thứ nhất là sẽ biết ơn chú Hưng của Vicky, sau đó là cảm ơn chị Chi nhiều lắm nha, đã tặng tình mai rồi còn giặt sạch nữa, rất là thơm luôn, gửi tặng đến mọi người, vậy là đắp cái ấm là mau hết bệnh nữa. Dạ, ngoài ra thì còn có thêm mùng nữa không chị? Mùng ở đâu vậy chị? Mùng chị Chi đóng vô đây hết rồi, trong đây là tổng cộng là 100 cái đúng không ạ? Ui. Mùng này giá sao chị ạ? Một cái 30. Một cái là 30.000. Ở cái giường của bệnh nhân thì tầm 1m tới 1m2 á. Cái mùng này 1m2. Đầu không biết chúng ta mùng bự đi. Dạ. Dạ. Đây một cái mùng. Cái mùng này là vừa với cái giường bệnh luôn á chị Chi. Dạ. Nằm ngủ không có bị muỗi cắn. Chị cũng giặt luôn hả? Tất cả đều vệ sinh hết trơn, không có. Chuyển về tới đây qua mấy trung gian. Dạ. Đẹp quá à, cái mùng rất là đẹp luôn. Cộng thêm đó là hôm nay là hôm trước thì Mạnh Thường Quân là gửi tặng đến cho bà con là
mền với mùng. Thì hôm nay là sẽ có thêm được cả chiếu nè, cộng với đó là có thêm gối nữa, rất là thích luôn. Cho em xem chiếu với nha chị Chi. Dạ. Rồi. Cái chiếu này là cũng vừa với cái giường luôn chị Chi hả? Dạ rồi, cảm ơn chị. Còn dưới một cái nha. Đây là chiếc chiếu. Hai chiếc rồi. Đây, một cái chiếc chiếu. Chiếc chiếu này mỏng vừa đó. Tại vì bên mình thì nóng lắm luôn á. Này mỏng, này lót ở dưới nè. Rồi có thêm cái mền, cái gối, cái mùng nữa là đầy đủ luôn rồi. Chọn một bộ để cho bệnh nhân. Dạ, đây, chiếc chiếu. Chiếu này giá như thế nào vậy chị? Cái này một chiếc thì là 45 ngàn. 45 ngàn đồng một chiếc. À dạ rồi. Dạ, thì chị Chi là xong là mình sẽ vận chuyển hết đem vô trung tâm y tế luôn hay sao chị? Mình đi liền luôn đúng không chị? Dạ rồi. Chị Chi tính tiền cho em đi ha, xong rồi em trả tiền rồi xong rồi mấy chị em mình chất lên rồi mình đi chung luôn ha. Lên chảnh em trao luôn. Dạ. Cô thấy sao cô? Vui không cô? Dạ. Đây, dạ em xin phép nhận nha. Dạ, đây là cái hóa đơn hàng mà hôm nay mình đã mua nè các bạn. Thì tổng cộng là có 100 cái mùng, giá là 30.000 đồng một cái. Thì 100 cái là 3 triệu đồng. 100 cái mền, giá là 60.000 đồng một cái. 100 cái là 6 triệu. Tiếp đó là 100 cái gói nằm, 15.000 đồng một cái. Thì tổng 100 cái là 1.500.000 đồng. 100 chiếc chiếu, 45.000 đồng một cái. Tổng cộng là 4.500.000. Dạ, thì tổng hết ngày hôm nay cho mùng mền chiếu gói tổng cộng 100 phần thì có giá là 15 triệu đồng. Dạ rồi, 15 triệu với Chi ha. Đây, em gửi tiền cho chị Chi luôn nha. Dạ rồi, đây chị đếm lại giùm em nha chị. Chị Chi đếm lại đi. Chị Chi đếm lại đi nha. 15 triệu. Dạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị Chi nhiều nha. Dạ. Chị cũng ơn. Em cảm ơn cả cô chú ở xa đã gửi tiền để ủng hộ ra với các bệnh nhân cho mau chóng khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị bây giờ mình bắt đầu chắc ra chị Chi ha. Dạ rồi, thường là xe tải là chị Chi chắc cái nào trước? Chiếu ha. Rồi, con với cô khiêng lên. Ủa chị Chi, con còn mang dép rồi đó. Chị Chi tự lái xe luôn hả chị Chi? Wow, giỏi dữ ta ơi. Chị Chi có hẳn một cái chiếc xe tải nhỏ luôn các bạn để mà chở đồ nè. Xe này chở gọn. Cái này mình cắt ra sao mình buộc lại sao chị? Nói dây lại. Thường chị Chi có may nhiều như vậy không? Có, lúc trước mai xuất hàng qua bên Campuchia với bà Lưu, cặp với Cà Mau hoặc Lưu rồi. Vậy hả chị? Cấp dịch tới giờ. Dạ, còn thường bây giờ đó có ai đặt với số lượng nhiều giống như vậy để mà tặng cho mọi người không? Tặng cho bệnh nhân không? Cũng có mà ít hơn. Ít hơn hả chị?
Ở đây còn cọc này chị đi. Ok. Chị may áo khoác nữa vậy? Thể dục luôn. Dạ. Dạ. Hết cái này là mình may trong vòng bao nhiêu ngày chị Chi? À, mệnh thì may 2 ngày, mùn thì 1 ngày, áo gói thì cũng 2 ngày. Dạ. Chúng ta tuần lễ. Có tuần. Giặt mưa lâu, mưa thì giặt gặp mưa. Giặt lâu á bà. Giặt mà. Đâu có mấy người đó bị mưa đó. Thì hiện tại mình đang có mặt ở trung tâm y tế huyện Châu Thành, thì chỗ xe của chị Chi cũng đã đến rồi đó các bạn ơi, mang một số vật dụng rất là cần thiết luôn đến cho các bệnh nhân đang điều trị Covid. Thì bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng vào trong nha. Yeah. Đầy đủ hết rồi chị Chi ha. Rồi đây mang xuống tiếp cho, giờ mình sẽ chất đồ xuống. Cái này phải rớt thôi. Sao giờ mình để dưới được không ạ? Bây giờ mình để ở dưới này đi. Để dưới đi ha. Dưới thì không cao đâu, để dạ. Mình đã có bao rồi. Em dẫn chị. Rồi. Sau khi mà mình đã đếm ở nhà rồi thì vô đây bên chị chỗ chị Chi vẫn phải đếm lại một lần nữa đó các cô chú anh chị các bạn, để mà đảm bảo là đủ hết 100 phần đến cho bà con, không có ai bị thiếu hết. Còn nhiều không chú? Còn một ít nữa chị. Dạ, cái đó là mền. Dạ. Mền gì con? Dạ mền chị. Chiếu nữa chị.
có chiếu luôn á. Sau khi một hồi đó thì bên chỗ chị Chi cũng đã chất hết đồ lên rồi các bạn ơi. Thì em cũng báo với lại chị Biển biết đó là hôm nay là tụi em đến đây thay mặt cho chú Hưng và cô Vicky gửi tặng cho các bệnh nhân đang điều trị Covid. Thì tổng cộng là có 100 chiếc chiếu, ở đây là có 100 cái mền, 100 cái gói và 100 cái mùng gửi đến cho tất cả mọi người nha chị nha. Dạ. Rồi thì chị Biển cũng thay mặt trung tâm y tế, thay mặt tất cả các bệnh nhân đang điều trị Covid ở đây, gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho trung tâm y tế cũng như là nhân viên ở đây cũng như là người bệnh đang điều trị Covid ở đây. Dạ. Rất là cảm ơn và chân thành. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Thì về phía tụi con thì cũng xin chân thành cảm ơn chú Hưng và cô Vicky nhiều lắm. Thì đã tặng những cái thứ rất là cần thiết luôn đến cho các bệnh nhân. Thì nhận được món quà này thì chắc chắn mọi người sẽ rất là vui và ấm lòng luôn. Sẽ mau chóng hết bệnh để mà trở về nhà. Xin chân thành cảm ơn cô chú. Chúc cô chú luôn luôn có nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cô chú. Chào cô chú, chào các bạn nha. Rồi, dạ em gửi lại cho chị nha, xin phép em về. Ghê ghê.